Dẫn lời hãng hàng không Vopas, Linhas Aéreas cho biết chiếc máy bay ATR-72 do hãng này khai thác gặp nạn lúc 13 giờ 30 phút theo giờ địa phương, tức 23 giờ 30 phút khuya ngày 9 tháng 8 giờ Việt Nam, khi đang trong hành trình từ Cascavel, bang Paraná đến Guarulhos, bang Sao Paulo. Lực lượng cứu hộ bang Sao Paulo xác nhận trên mạng xã hội rằng một chiếc máy bay đã bị rơi ở Vinhedo. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay dường như lao xuống khu vực có nhiều cây, sau đó xuất hiện một đám khói đen lớn. Tòa thị chính Vinhedo cho biết trong một tuyên bố thi thể của các nạn nhân đang được đưa đến Viện Y tế Pháp lý ở Campinas để tiến hành các thủ tục pháp lý. Hãng Vopas cho biết trong một tuyên bố, công ty rất tiếc phải thông báo rằng tất cả 61 người trên chuyến bay 2283 đã thiệt mạng tại hiện trường. Con số trong thông báo này xác nhận khác biệt với thông tin ban đầu là có 62 người, 57 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Thông tin sơ bộ cho thấy đã không có tín hiệu khẩn cấp nào được phát hiện trước khi chiếc máy bay gặp nạn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều tới hiện trường vụ tai nạn và cơ quan chức năng Brazil đã mở cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc ATR-72-500, một máy bay cánh quạt hai động cơ, đã rơi ở độ cao hơn 5 km chỉ trong một phút, nhưng vẫn chưa rõ tại sao. Bộ trưởng An ninh bang Sao Paulo, ông Guilherme Derit cho biết là lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Đội ngũ y tế có mặt tại hiện trường và làm việc để xác định danh tính các nạn nhân.